Vậy là sau giai đoạn thành công rực rỡ, với hiệu ứng nhà vua được Lionel Messi gieo rắc dành cho phòng truyền thống rêu phong của Inter Miami, câu lạc bộ với màu áo hồng đầy quyến rũ này đã chính thức trở lại mặt đất khi họ không còn cơ hội giành vé dự playoff MLS 2023. Có ai chiến thắng mà chẳng hề chiến bại? Kết quả này dường như đã được dự đoán từ trước, và việc thiếu vắng hơi thở của Ampuga trong các trận đấu mà ý nghĩa sống còn như vậy càng làm cho hy vọng chen chân vào playoff của Inter Miami khép lại. Trận thua 0-1 trước Cincinnati chứng kiến Messi góp mặt vỏn vẹn gần 40 phút, nhưng rõ ràng dù đã tạo nên hàng trăm khoảnh khắc thiên tài trong suốt sự nghiệp, chủ nhân của 7 cúp bóng vàng cũng chẳng còn một phép màu nào để cứu rỗi Inter Miami quá phụ thuộc vào anh. Đối với nhiều cổ động viên, mùa giải đến đây với đội bóng non trẻ có tuổi đời 5 năm của David Beckham đã quá viên mãn. Nhưng với nhiều người khác, trong đó có chuyên gia phân tích kiêm phóng viên của đài ESPN, Sebastian Salazar lại có quan điểm khác. Tôi nghĩ những gì đang diễn ra chỉ chứng minh cho luận điểm Messi đang ưu tiên Argentina hơn so với Inter Miami. Điều đó thật thiệt thòi cho câu lạc bộ này. Nếu anh ấy không ra sân trong trận gặp Cincinnati mà vẫn có mặt ở trung tâm Buenos Aires vào ngày 12 tháng 10 để hội quân cùng Argentina, thì thật tệ cho đội bóng chủ quản tại Mỹ và những người hâm mộ nữa, bởi giá vé hiện nay đã quá cao rồi. Một ý kiến cho rằng Messi đã giữ chân không chinh chiến những trận cầu mà tính chất như những trận chung kết với Inter Miami nhằm mục đích cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong loạt FIFA Days sắp tới. Thật nực cười, nỗi oan này của Messi ai thấu được đây. Từ xưa đến nay, giải bóng đá nhà nghề Mỹ luôn là điểm đến ưa thích của những danh thủ hàng đầu thế giới trong giai đoạn xế chiều. Nhiều người được xem là huyền thoại bóng đá thế giới, nhưng đa số họ chỉ coi MLS như một điểm dừng chân an toàn để tận hưởng bóng đá trong những ngày tháng cuối cùng trước khi treo giày. Messi thì khác, anh đã chọn Inter Miami với một sứ mệnh tạo ra bước ngoặt trong sự hình thành của đội bóng này. Messi không đến đây để dạo chơi, anh đang chinh phục những đỉnh cao mới và tri ân người hâm mộ bằng những màn trình diễn không thể thăng hoa hơn. Thế nhưng nhiều người có lẽ vẫn nhầm tưởng rằng Messi vẫn đang trong thời kỳ xuân sắc. Họ chỉ trích anh vì đã không thể cống hiến cho Inter Miami trong lượt trận quan trọng quyết định tấm vé vào playoff, bởi anh đã gặp phải chấn thương khi phục vụ đội tuyển Argentina. Họ quên mất rằng Messi năm nay 36 tuổi và những gì anh đã tạo ra cho Inter Miami đến thời điểm này là phi thường. Những lời gièm pha đó càng khiến những ai yêu mến Messi phẫn nộ thay cho anh, bởi trong suốt thời gian qua, Messi đã phải cực lực chiến đấu với chấn thương mà mức độ nghiêm trọng của nó không được Inter Miami tiết lộ để trở lại sân cỏ sớm nhất có thể. Những ai còn cho rằng Messi không hết lòng vì Inter Miami nên nhớ rằng anh vẫn cắn răng ra sân trong trận gặp Toronto vào ngày 21 tháng 9 sau khi được cho đã gặp những vấn đề về thể trạng sau đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Hệ quả là Messi chỉ thi đấu được 30 phút và phải điều trị dài hạn, bỏ lỡ 4 trận liên tiếp cùng Inter Miami. Nếu như nói Messi thiên vị đội tuyển, hãy nhớ thêm một điều nữa rằng Messi đã chủ động nghỉ trận đấu với Bolivia chỉ vì anh cảm thấy thể lực của mình không đảm bảo, vì anh tin vào những người đàn em trong màu áo đội tuyển có thể thay anh hoàn thành tốt sứ mệnh. Còn nhiệm vụ của Messi với Inter Miami thì vẫn còn, đó là trận chung kết US Open Cup và chủ trận Transworld Playoff. Chỉ có điều mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo so với những toàn tính của Messi. Thậm chí tờ Essential Sport khi trích lại những phân tích của Sebastian Salazar từ ESPN còn dùng cụm từ Wreak Havoc, có nghĩa là tàn phá, khi nói về sự lựa chọn Argentina thay vì Inter Miami của Messi. Để xem Messi đã thực sự tàn phá Miami như thế nào nhé. Chủ tịch Beckham đã mất hơn 3 năm để thuyết phục Messi đầu quân cho đội bóng mà mình sở hữu. Thương vụ này được coi là sự chuyển dịch mang tính toàn cầu. Nó làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt vốn có phần khô khan và công nghiệp của nền bóng đá Mỹ. Trên sân cỏ, Messi bằng sự toàn năng của anh gần như chẳng cần thời gian để hòa nhập với những đồng đội và môi trường mới. Anh là trái tim trong đoàn quân Inter Miami đánh đầu thắng đó và mang về phòng truyền thống những chiếc cúp đầu tiên, còn cả CAF League Cup, điều mà có nằm mơ các cổ động viên của bang Florida cũng không nghĩ đến. Sau vài tuần ở Florida, Messi đã đem đến những đội thầy chưa từng có tiền lệ. Huấn luyện viên Martino đã chia sẻ việc giành các danh hiệu lớn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch. Tôi nghĩ mùa giải này nó sẽ hoàn toàn khác với những gì đã xảy ra. Kỳ vọng của tôi là đơn giản xây dựng một đội ngũ hoàn thiện, không cần tiến quá sâu ở các giải đấu cúp và duy trì được một phong độ ổn định. Messi đang tàn phá Miami ư? Xin khẳng định điều đó chỉ là những nhận định phiến diện và có phần ác ý của một bộ phận người hâm mộ mang sắc thái tiêu cực.
chính Miami mới đang vắt kiệt sức lực của Messi. Tính ra trên mọi đấu trường, Messi đã ghi 11 bàn, có 5 kiến tạo sau 11 trận đấu. Sự bùng nổ của Messi có dấu hiệu giảm dần khi vấn đề thể lực, sức khỏe liên tục gióng lên hồi chuông báo động với cầu thủ 36 tuổi. Trước khi dính chấn thương, Messi đã chơi 12 trận đấu trong hơn 2 tháng cho Inter Miami, hầu hết trong số đó là tại League Cup và US Open Cup. Một tần suất thi đấu không tưởng với một cầu thủ trẻ, chứ chưa nói đến một cầu thủ đã bước vào ánh hoàng hôn của sự nghiệp như Messi. Messi có lẽ cũng không ngờ tới rằng anh sẽ phải chiến đấu với cường độ cao cùng những trận cầu căng thẳng liên tiếp như vậy. Messi từng chia sẻ quan điểm của mình khi mới chuyển đến Mỹ chơi bóng. Tôi là người thích chiến thắng, thích cạnh tranh. Nhưng giờ tôi đã thả lỏng hơn một chút. Dù vậy tôi vẫn thi đấu và tập luyện như xưa. Dù lúc này tôi thấy bản thân mình cũng đã có tuổi với rất nhiều năm chơi bóng đã qua. Hơn ai hết, Messi là người hiểu thể trạng của mình đang ở ngưỡng độ nào. Khi cơ thể của anh báo động, Messi cũng không thể mạo hiểm được. Nhưng anh đã đi quá giới hạn một lần nữa ở tuổi 36 vì trách nhiệm của một người dẫn đầu, vì tình yêu của người hâm mộ trên toàn thế giới. Nhưng quả thực, nhìn lại những gì mà Messi đã làm, huyền thoại này cũng xứng đáng bị chỉ trích vì thiên vị. Anh luôn thiên vị cho tập thể, đó là câu lạc bộ anh thi đấu và đội tuyển quốc gia Argentina thân thương. Anh ưu tiên những người đồng đội và chiến tích của đoàn quân anh công hiến, mà quên mất rằng mình cũng cần được ưu ái và có những giây phút nghỉ ngơi. Sau khi nhận quả bóng vàng FIFA 2015, Messi hằng ao ước: "Tôi không cần phải cân đo đồng đếm gì nhiều nữa giữa danh hiệu cá nhân và danh hiệu tập thể. Đối với tôi, những danh hiệu tập thể quan trọng hơn tất cả những danh hiệu cá nhân. Tôi luôn coi chiếc vô địch World Cup là điều tuyệt vời nhất, cao quý nhất đối với mỗi cầu thủ bóng đá. Tôi chỉ muốn có được một chiếc vô địch World Cup hơn là 5 quả bóng vàng." Messi đã giữ lời hứa với con dân Argentina rằng anh sẽ mang về cho tổ quốc chiếc vô địch World Cup đầu tiên sau thời của cố huyền thoại Diego Maradona. Và anh đã chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng để hoàn thành ước nguyện ngàn đời của dân tộc, để lòng tự tôn của người Argentina có thể mãi lưu truyền về sau. Thời điểm còn phục vụ Barcelona, Messi luôn bị chỉ trích là đứa con rơi của xứ sở Tango, bởi anh đã giành tất cả vinh quang cùng đội bóng xứ Catalonia, nhưng lại chẳng thể giúp đội tuyển quốc gia có được niềm vui ở các giải đấu. Khi ấy Messi bị coi là kẻ thiên vị cho Barca. Anh đã chìm trong bóng tối đó với những giọt nước mắt sau hai trận chung kết Copa America và World Cup. Để đến thời điểm hiện tại, khi rào cản đó đã được xóa bỏ bằng chiếc vô địch thế giới, khi sự xuất hiện của Messi trên đội tuyển quốc gia mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần, và anh sẽ xuất hiện vào thời khắc mà đội tuyển cần anh nhất, Messi lại đối mặt với nỗi oan, ưu tiên đội tuyển hơn câu lạc bộ. Messi và huấn luyện viên Scaloni hiểu rằng Argentina cần sự hiện diện của anh, bởi anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ cầu thủ trẻ tiến bước trong giai đoạn chuyển giao quan trọng này. Có lẽ chẳng cần phải nói nhiều nữa. Những người hiểu chuyện sẽ luôn thầm cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ của một lão tướng ở tuổi 36. Còn những kẻ khó ưa thì vẫn sẽ tìm mọi cách để không công nhận. Messi cũng không cần làm gì để chứng minh sự vĩ đại của anh nữa. Anh là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, một bức tường vượt ngoài không gian và thời gian, để khó có cầu thủ nào có thể sánh bằng hay vượt qua.